Hello, Bất Động Sản Biển Xanh xin kính chào quý anh chị và các bạn cùng các nhà đầu tư cá nhân. Lời đầu tiên thì Biển Xanh xin kính chúc quý anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nhé. Hôm nay thì Biển Xanh đang có mặt trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn 3 km quý anh chị nhé. Hiện tại thì Biển Xanh đang đứng tại đường số 5. Hôm nay thì Biển Xanh xin được phép chia sẻ đến quý anh chị và các bạn một sản phẩm ký gửi mới, đó là một căn nhà hướng Nam nằm tại đường số 5 của khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia quý anh chị nhé. Đường trước đất là đường nhựa rộng 12m thông đó quý anh chị. Và cái sản phẩm hôm nay Biển Xanh giới thiệu là một căn nhà một trệt một lầu đúc thật quý anh chị nhé. Đây là phía bên ngoài của căn nhà. Nhà một trệt một lầu, diện tích là ngang 5, dài 15 bằng 75m², thổ cư 100%, sổ hồng riêng hướng Nam quý anh chị nhé. Phía bên ngoài của căn nhà. Phía trước thì người ta có làm cổng sắt và mái thái, khá là đẹp đó quý anh chị. Cổng sắt 4 cánh. Xin mời quý anh chị mình đi vào phía bên trong để khám phá căn nhà nhé. Bước vào phía trước là một khoảng sân để xe. Trong khu này nước thì hoàn toàn là nước máy. Phía trước người ta cũng có làm cái vòi nước. Cửa kính cường lực 4 cánh quý anh chị nhé. Mình mở hết ra thì nó rất là rộng. Cửa kính cường lực 4 cánh. Bước vào phía bên trong chính là phòng khách. Căn nhà này thì vừa mới xây xong quý anh chị nhé. Nhà còn rất là mới. Nhà xây kiên cố, một trệt một lầu đúc thật. Đây. Phía trên cái trần nhà người ta làm cũng khá là cao ráo đẹp quý anh chị nhé. Bước vào phía bên trong là khu vực của gian bếp. Do vừa mới làm xong cho nên là chưa có câu điện nên là còn hơi tối, quý anh chị thông cảm nhé. Và căn này thì ở dưới tầng trệt mình có được một phòng ngủ luôn quý anh chị, rất là thuận lợi. Chưa có kéo điện nên khá là tối. Cái phòng ngủ ở dưới tầng trệt người ta thiết kế khá là rộng đó quý anh chị. Ở dưới tầng trệt mình có một phòng khách, một phòng bếp, một phòng ngủ và WC. Đây, phía ngoài này là khu vực của giếng trời và WC quý anh chị. Căn này thiết kế khá là rộng đó quý anh chị nhé. 5 x 15 mà ở dưới tầng trệt người ta thiết kế được phòng ngủ. Toilet thì cũng khá là rộng luôn. Toilet người ta thiết kế khá là rộng đó quý anh chị. Nhà vừa mới xây xong, đây những cái thùng sơn vẫn còn chưa có dọn đi nữa. Đây là khu vực của gian bếp. Nước, điện nước đầy đủ quý anh chị nhé. Nước thì hoàn toàn là nước máy. Dàn tủ bếp người ta cũng có lắp sẵn cho mình hết luôn. Đây, khu vực của gian bếp. Cái cầu thang người ta làm bằng cái trụ gỗ rất là lớn và đẹp luôn đó quý anh chị. Căn này là một trệt một lầu đúc thật, diện tích 5 x 15 75m², sổ hồng riêng, thổ cư 100% quý anh chị nhé. Cái mẫu thiết kế của căn nhà này cũng khá là đẹp đó quý anh chị. Mình cùng đi lên lầu để khám phá quý anh chị nhé. Một trệt một lầu đúc thật,
Wow, cái phòng ở trên lầu khá là rộng đó quý anh chị. Vừa mới xây xong thôi. Thùng sơn ngoài kia vẫn còn đang để rất là nhiều. Phía ngoài này là ban công. Căn nhà này hướng nam cho nên rất là mát đó quý anh chị. Tọa lạc trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Khu dân cư vô cùng là đông đúc quý anh chị nhé. Cách Sài Gòn chỉ có 3 km thôi. Và đặc biệt thì trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này đang có xây trường mầm non và trường cấp 1 đó quý anh chị. Chính vì thế mà cái giá đất, giá nhà ở trong khu vực này đang tăng lên là từng ngày. Trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này thì những cái lô đất trống nó không có còn nhiều nữa quý anh chị. Bởi khu này thì hình thành đến nay là khoảng 10 năm rồi. Cho nên là những cái lô đất trống thì không có còn nhiều nữa. Trên lầu 1 thì mình có được 2 phòng ngủ. Cửa là người ta làm bằng cửa gỗ hết đó quý anh chị nhé. Cái phía này ngoài này là mình cũng có thể kê được một cái bộ salon đó quý anh chị. Khu vực dân cư ở vô cùng là đông đúc. WC ở trên lầu cũng rất là rộng đó quý anh chị nhé. Và căn này có giá là 1,8 tỷ bao sang tên công chứng quý anh chị. 1 tỷ 800 triệu bao sang tên công chứng cho mình luôn, sổ hồng riêng. Căn nhà này diện tích 5 x 15 nhưng mà người ta thiết kế khá là rộng đó quý anh chị. Được tới 3 phòng ngủ luôn. Bởi ở dưới tầng trệt là mình cũng đã có được một phòng ngủ rồi. Khi mà nhà mình có ông bà cha mẹ mình thì mình sẽ ở dưới tầng trệt thì không phải leo lên trên lầu. Bởi vì ông bà già thường hay là đau khớp, đau chân thì leo lên lầu nó khó khăn. Mà căn này thì lại có được phòng ngủ ở dưới tầng trệt thì rất là tiện lợi đó quý anh chị nhé. 5 x 15, 75m² mà chủ nhà thiết kế khá là rộng rãi, thoáng quý anh chị. Do cái sự thiết kế của chủ nhà khiến cho căn nhà trở nên rộng rãi và thoáng hơn. Căn nhà này là hướng nam, tọa lạc trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách Sài Gòn chỉ 3 km quý anh chị nhé. Căn nhà này diện tích 5 x 15, sổ hồng riêng, thổ cư 100%, bao gồm có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 2 WC, ban công và giếng trời quý anh chị nhé. Phía trước có sân để xe nữa. Đường nhựa trước đất rộng 12m thông. Căn nhà vừa mới xây xong rất là đẹp đó quý anh chị. Nhà xây kiên cố, một trệt một lầu đúc thật, giá là 1 tỷ 800 triệu bao sang tên công chứng cho mình. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh. Số điện thoại 037 730 4018, Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Em xin được nhắc lại, căn nhà này tọa lạc trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Căn nhà này hướng nam rất là mát, diện tích là ngang 5, dài 15, sổ hồng riêng, thổ cư là 100%, có giá là 1 tỷ 800 triệu bao sang tên công chứng. Căn nhà bao gồm 1 sân để xe, 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 2 WC, ban công và giếng trời, nhà vừa mới xây xong. Điện nước đầy đủ, nước thì nước máy, mình mua là chỉ việc dọn vào là ở ngay quý anh chị nhé. Thiết kế của căn nhà này rất là rộng và thoáng đó quý anh chị. Một trệt một lầu đúc thật, nhà xây kiên cố. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh thì hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh, số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Khu vực dân cư ở vô cùng là đông đúc. Gần ngay chợ Mỹ Hạnh Nam, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Nam, trường mầm non, trường cấp 1, cấp 2, Bệnh viện Hàn Quốc, Trung tâm Y tế, Nhà thờ Giáo xứ Mỹ Hạnh.
Và đặc biệt thì ngay trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này thì đang xây trường mầm non và trường cấp 1 chuẩn bị hoàn thiện và đưa vào hoạt động rồi quý anh chị nhé. Chính vì thế mà giá đất, giá nhà trong khu vực này tăng lên là từng ngày. Trong khu dân cư Mỹ Hạnh Hoàng Gia này thì những lô đất trống không có còn nhiều nữa. Quý anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua để an cư lập nghiệp hoặc đầu tư sinh lời, mua để dành thì xem được video này hãy nhanh tay nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi cho Biển Xanh số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ tư vấn nhiệt tình cho quý anh chị nhé. Kính chúc quý anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những clip mới nhất nhé. Còn bây giờ thì Biển Xanh xin được phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video lần sau nhé.